vâng, sắp đôi chiếc cục đầy này xin được gửi về An Giang cho anh khách hàng anh Thành có địa chỉ ở ấp Long Thành, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, An Giang. Với hai chiếc cục đầy này thì giá một chiếc chiếc cục đầy này CA600 giá 4.500.000 và chiếc cục đầy Sucheon chiếc cục đầy này thì giá của nó là giá 2.600.000, cục đầy giá 2.600.000 bao ship. Tổng hai chiếc là 7.1 triệu thì anh lấy hai chiếc thì bớt cho anh 100.000, hãy lấy anh tròn 7 triệu. Sắp đôi hai chiếc của đại bãi này xin gửi cho anh về An Giang cũng như làm video clip để giới thiệu toàn thể quý khán giả khắp mọi miền Tổ quốc. Chúng ta có thể tham khảo với dòng đại bãi phải nói là có chất âm rất là hay. Quý vị đang được nghe một bản guitar không lợt, nó thể hiện một cách rất là sạch sẽ, chi tiết từng giải âm thanh. Chúng ta nghe rõ được những giải như là tiếng gõ mõ rồi tiếng lời của nó ra phải nói là du dương, phải nói rất là hay. Ở đây đang bật rất là nhỏ, nhá. Thế nhưng nó vẫn thể hiện được hết những cái chất âm. Chúng ta nghe tiếng rất là sạch. Ở đây thì đang càng đang quay bằng điện thoại nên là vẫn lật những cái tạp âm bên ngoài, càng đang đóng hàng để gửi cho quý vị các bạn. Thế là quý vị các bạn nếu mà muốn nghe chi tiết chúng ta có thể đeo tai nghe và chúng ta thẩm âm thì nó sẽ chuẩn hơn. Với chiếc cục đẩy này thì nó được sản xuất hàng này thì hàng đẩy bãi của Pháp, với được sản xuất để lắp ráp ở Trung Quốc, với chất âm của nó phải nói rất là hay. Tiếng bass dòng này em tiếc thì chất bass thấy nó rất là sâu và mềm. Với chiếc cục đẩy đời rất là cao, đời 2016, đời cực kỳ là cao. Với dòng đẩy bãi thì quý vị các bạn có thể sử dụng những cái dòng đẩy nó đời nó cao, bên mạch chúng ta xem là nó còn sáng đẹp thì khi chúng ta sử dụng thì nó sẽ được bền, cũng như là với các bác kỹ tính thì chúng ta muốn sử dụng những dòng đẩy để chất lượng đẩy hay nhưng muốn hình thức đẹp thì với chiếc cục đẩy này thì phải nói là lựa chọn số 1 để các bác tham khảo. Với giá thành của nó thì em đang bán giá 4.500.000, giá rất là tốt. Mấy ngày hôm nay thì các bác ủng hộ rất là nhiều những chiếc cục đẩy này lên được gửi đến các bác ở khắp mọi miền Tổ quốc. Đối với các bác đặt hàng, các bác chỉ cần liên hệ số máy cửa hàng, theo số máy là 0385 2228. Khi các bác nhận hàng thì các bác sẽ được kiểm tra test thử trước thanh toán. Những chiếc cục đẩy này thì em bao hai cho các bác, với công suất của nó rất là khỏe, các bác có thể sử dụng đánh căng hay cặp loa 30 cho gia đình rất là hay. Ở đây linh kiện của nó thì dòng này thì nó sử dụng so NGV kép, dòng này thì tiếng lời rất là sáng không nhé, tiếng lời rất sáng. Con này nó bù áp bằng IRF này, nên là nó với dòng mạch class H mà có bù áp bằng IRF này thì nó khai thác công suất rất là tốt không nhé, rất là tốt. Với phần sò của nó sử dụng là 20 sò này, có đâu là bù áp không nhé. Và với con này thì phải nói là cái linh kiện của nó cực kỳ là chất luôn, chúng ta có thể nhìn thấy đấy, từ những cái bên vỉ nó xanh lét luôn, rất là đẹp. Con này sử dụng bốn quạt gió thổi thẳng vào tản nhiệt làm mát. Quạt gió của nó thì nó rất là mát, này đánh rất là mát và chạy rất là êm, quạt gió rất là êm. Này, chúng ta nghe những cái bản nhạc không lời sử dụng khi chúng ta mỗi buổi sáng sớm dậy, chúng ta có thể nghe được những cái bản nhạc không lời của chiếc cục đẩy nó thể hiện thì nó cho là cái tiếng rất là sạch sẽ, các giải âm thanh của nó đánh nó cảm giác nó rất là phóng khoáng nhé, nó không bị gò bó và nó vẫn thể hiện hết được các chất âm này, từ tiếng bass, tiếng check, tiếng lời. Chúng ta nghe từ những tiếng gõ mõ, tiếng dụng cụ phải nói là cực kỳ là hay. Ở đây có hàng dép vo, dép chay đánh trực tiếp từ máy tính, chúng ta lấy tín hiệu xuống đánh thẳng vào đẩy, không qua một thiết bị nào nâng tiếng hay vang lọc gì cả, nhưng mà tiếng của nó là phải nói rất sạch sẽ. Với chiếc cục đẩy này thì nó sử dụng được vào bằng canon. Khi quý vị mua, nếu nhà có vang thì cửa hàng sẽ tặng cho quý vị một cặp dây canon để chúng ta có thể kết nối giữa vang và đẩy. Còn nếu mà quý vị sử dụng nghe nhạc kiểu này thì sẽ tặng cho quý vị là hai rắc chuyển đổi từ canon ra AV và một dây AV. Với rắc giao loa của nó thì sử dụng bằng cọc loa và cả rắc nút trích nữa. Còn gió phải nói rất là mát và rất là êm. Clip này thì xin rất là cảm ơn anh Thành, là một kỳ lần clip để lưu lại một chút kỷ niệm của anh Thành với cửa hàng cũng như là giới thiệu toàn thể quý khán giả khắp mọi miền. Chúng ta nên tham khảo với dòng đẩy bãi, nó còn đẹp, chất âm rất là hay và nó nhìn nó còn mới đến tầm 90% quý vị nhé. Rất là cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi video. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để chúng ta có thể cập nhật được những video clip mới nhất hàng ngày cửa hàng đăng tải. Khi mà đăng tải thì cửa hàng sẽ báo giá cũng như là test chất âm để quý vị có thể tham khảo, báo giá cụ thể để quý vị có thể tham khảo. Rồi, xin cảm ơn.